Con bé đâu? Con bé vô chưa? Tình huống ăn dâm kinh điển luôn. Hả? Chuyện ra. Đúng không? Nó sạc cái xong rồi nhỏ giống cô lại á. Ừ. Nó sút vô luôn. Ông ngồi này được ăn không? Hả? Phải ăn được rồi. Được. Biết là ăn mì nhớ dục rác thôi. Để ơi chắc ăn đồ khô để ăn đồ nước bằng sẵn đồ nước không vô được. Bảo vệ ăn ý ra họ bảo vệ được không sợ không được. Ờ đúng rồi, để hỏi 4 phút nữa hết giờ mẹ mày khởi động như tụi nó chưa. Phát mày khởi động như tụi nó chưa rồi. Ôi Phát à, cho tao mượn PlayStation của mày chơi mấy ngày được đeo nhà ăn đẩy biết hay mà tao còn nhiều game chưa chơi lắm. Tao muốn chơi đá bét hả? Chắc bữa nào tao mua cái bét 4 chơi quá. Không mua bét 5 đâu có tiền. Yeah!
Ủa chứ con nhỏ gì tên Duy có tới thầy. Đó mày lại kích thích bị giác của mấy đứa mà sắp đi thi. Thôi,